Rồi, xin chào anh em, chào các bác. Thì tiếp tục hôm nay, tối hôm nay thì em lại có một cái sản phẩm mà cực kỳ là cực kỳ hay và cực kỳ đẹp cho anh em. Tối nay thì em sẽ sale cho anh em một con lọc xì Marang. Đây là dòng màu lọc xì mặt vàng, nhôm phay, đèn nước. Thì cái dòng này thì lâu lâu bên em mới về, lần cách mấy tháng mới có một con. Tại vì cái mặt vàng nhôm phay nó rất là ít anh em nha. Mặt đen thì còn nhiều, có nhiều nhưng mà cái mặt đe vàng nhôm này nó rất là ít hàng. Và hôm nay thì em lại về được một con tuyệt đẹp. Trung bình thì những cái con lọc xì Marang 580 vàng gold như thế này em bán là 7 triệu đồng. Nhưng mà hôm nay thì trong cái lượt cuối năm thì em vẫn sale cho anh em. Nhưng mà thật ra những con này nó bây giờ nó cao quá thì em vẫn sale xuống vài trăm nghìn cho anh em để anh em chơi Tết. Chứ còn mà để sale nhiều thì em không sale nổi ha, vẫn có giá ưu đãi cho anh em. Anh em không phải trả giá mắc công, anh em cảm thấy được ok thì hãy tiến tới nha. Còn anh em nào mà cứ nghĩ theo cái giá rẻ của mình thì em đành chịu thua nha. Em bán hàng thì em tuyển lựa rất là kỹ rồi, còn hàng này là hàng đẹp. Còn anh em mà muốn hàng trả giá mà hàng rẻ thì anh em cứ mua hàng xấu, em không quan tâm, em chỉ về hàng đẹp. Hàng xấu là em sẽ báo xấu, em ví dụ thôi, giống như là con Acofe E408 này này. Em lỗ hơn 5 triệu rồi. Ê, hơn nhiều chứ, 7-8 triệu đồng ấy. Đâu có rẻ đâu. Lời không có nhưng mà lỗ nó bị như thế đó rồi, đâu có lãi bao nhiêu đâu. Đấy, mà nguyên cái lô mà bị con này là chúng anh em thấy rồi, một khúc rồi, ở đầu ra. Đấy, và hôm nay thì đối với con lọc xì Marang LQ580 tuyệt đẹp ha, hoạt động hoàn hảo, thì đang có mức giá tại shop em là 7 triệu. Như hôm nay là dịp cuối năm thì em sẽ sale cho anh em con này chỉ có 6.700.000 thôi. Anh em sale anh em cho 300.000 anh em nhé. Và giá vẫn là bao ship, anh em không phải nghĩ ngại nha. Và những con lọc xì Marang mặt vàng này rất là đẹp và rất là hiếm này. Tiếng rất là hay rồi khỏi bàn này. Anh em thấy cái logo nó còn vàng óng ánh luôn nè, thấy không? Đấy. Mặt mũi là không một vết lông mèo lông chuột gì luôn anh em. Mặt mũi là không một vết luôn. Lọc xì mà nó được như thế này là quá tuyệt rồi. Chúng ta những cái con lọc xì này thường thì không cần để ý tới mấy cái vết lông mèo đấy. Tại vì nó đồ dạng trung bình thấp cho nên không quan tâm vụ đó lắm, nhưng mà con này thì quá đẹp. Đây, nắp lưng cũng vậy. Nắp lưng thì không có một cái gọi là cứng mốp hay cái gì cả. Tại những cái dòng này nó mỏng anh em, chồng lên nó sẽ bị. Mà con này còn quá đẹp. Ốc ác này, còn đỏ chét luôn này, thấy không? Đó. Để cho anh em chơi yên tâm, 6.700.000 để cho anh em chơi. Và rất lâu mới có được một con lọc xì vàng như thế này để kết hợp với một con âm đi màu vàng, để cho nó cùng cái tông màu, gần như cùng tông màu để anh em chơi. Thì anh em có thể kết hợp con này cùng với là con 2003 La Mã em mới về này. Đó, anh em nha. Và tiếng em này thì rất là ok rồi, không có gì để bàn. Đấy. Đó. Ở đây nó có cộng tổng là 8 nút. Thì anh em nhớ là nút này là nút LV on off, và hai nút này là để đèn nước, nhận đèn nước. Nhưng mà nhận đèn nước chúng ta volume hạ xuống hết thì nó cũng không có nhảy đèn. Chúng ta phải dặn ít nhất một nửa. Chúng ta bỏ ra là nó không nhảy nha anh em. Đó, phải nhấn vào. Đấy. Cái nút là nút binoi, bấm vô nó xè. Đó, phải bỏ ra. Còn cái nút là nút chuyển kênh, LV off nè, chỉ có 3 nút này nhấn vào thôi nhé. Lưu ý ha, để anh em chơi không rạch. Đấy, rồi. 6.700.000 đồng cho một con lọc xì quá đẹp anh em nhé. Chất âm thì miễn bàn. Đây mà lớn chút xíu cho anh em, và em bỏ lọc nè. Bỏ lọc rồi nhé. Rồi, lên lọc nè. Tiếp đó. Kéo cần này. Đấy anh em thấy nó cắt sạch sẽ không? Lên này. Phải đem tai phone vào mới nghe được anh em nhé. Bass lên này. Mic trep lên này. Đó, một loa.
Đấy anh em nhé. Rồi 6.700.000 đồng cho một con lục xì Ma Đăng EW580 màu gold, rất đẹp anh em nhé. Rồi và giá thì là 6.700.000 là bao ship nếu anh em chuyển khoản đủ cho em. Còn em nào muốn ship cọt lưu ý chuyển trước giúp em 20% và em không bao ship thì gọi anh em nhé. Xin cảm ơn.